Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các con thân mến, hôm nay ngày mùng 10 tháng 7 2017, chùa Hồng Pháp tổ chức khóa tu mùa hè lần thứ 13. Thay mặt ban tổ chức, thầy chúc mừng cũng như cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho các con có đầy đủ sức khỏe để tiếp tục tu học trong 7 ngày sắp tới. Nam mô A Di Đà Phật. Khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp hiện nay tổ chức cho các bạn trẻ có độ tuổi từ 18 trở lên. Tuy nhiên, ở trong đây cũng có một số chưa đủ 18 tuổi. Đó là những thành phần COCC. Số lượng các khóa sinh năm nay giới hạn chỉ có hơn 2.000. Vì hiện tại chùa chúng ta đang chuẩn bị xây dựng lại khu A. Khu đó thì trước đây chúng ta có thể chứa được hơn 1.000. Như vậy những khóa trước là từ 3.000 trở lên. Khóa này chúng ta chỉ có 2.000. Như vậy ở đây đa phần là chúng ta đã đến tuổi trưởng thành, tuổi 18 trở lên, tuổi rất đẹp, giống như một bông hoa nó mới vừa nở. Bông hoa ra nụ thì chưa đẹp, mà nở tè le thì nó cũng hết đẹp rồi. Mà đây là mới vừa nở, cho nên rất là đẹp. Ví như trăng vừa độ tròn, đẹp lắm. Thân thể của các con tương đối đã được hoàn chỉnh, căng đầy nhựa sống, tràn đầy hy vọng. Hiện tại thì các con ai cũng có những mơ ước cho cuộc sống của tương lai. Đó là gì? Đó là giai đoạn của gì? Của tình yêu, đúng không? Tất cả các con ngồi đây, thầy nghĩ rằng là ai cũng đang hướng về một tình yêu rất đẹp. Và giai đoạn này là giai đoạn phải nói là rất lãng mạn. Xuân Diệu có nói làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng gì? Bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Khi một người nam và một người nữ gặp nhau, tự nhiên mình thấy thích thích, thấy quyến luyến, thấy muốn nói chuyện. Lúc đó là biết rồi đó, ông tơ bà nguyệt chắc có lẽ là đã xe duyên rồi. Khi chúng ta đi tham dự khóa tu mùa hè này, biết đâu tự nhiên mình gặp một người nào đó có gương mặt khả ái, tóc thề lả lướt xõa ngang vai, trong lòng mình xao xuyến. Rồi nàng thì thấy anh chàng đẹp trai, dễ thương, nói nghe ngọt ngào, trong lòng cũng rung động. Đó là cái biểu hiện của tình yêu. Và đặc biệt là con người của chúng ta nó có hai con mắt á. Hai con mắt này nó hay lắm. Chỉ nhìn qua một cái là biết rồi. Nó làm như nó có nam châm vậy đó. Bên thì nam châm, bên thì sắt. Người ta nói bốn mắt nhìn nhau, không nói lên lời là thấy có vấn đề rồi đó. Và ông bà ta thường có câu là trai tài, gái sắc,
Người nam á thích người nữ là ở cái vẻ đẹp, còn người nữ có thích người nam là ở tài. Tài ở đây nó có hai nghĩa, một là tài năng, hai là gì? Tài sản. Chắc có lẽ các con thường chơi Facebook cho nên là mình cũng nắm được rất là nhiều cái tin tức. Ông già tỷ phú 72 tuổi lấy cô người mẫu 27 tuổi. Vậy thì cái ông già này á lấy cô người mẫu này là vì cái gì? À, vì sắc đẹp. Mà cô người mẫu này lấy ông già 72 tuổi này vì cái gì? À, đó, vì tài sản. Nó là vì tiền chứ không phải là vì tình đâu. Người ta nói lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Nếu muốn biết vàng thật hay vàng giả, người ta chỉ đốt là biết rồi. Nếu vàng thật á, thì nó chảy rồi nó vẫn còn lại. Còn vàng giả thì đốt là cháy tiêu luôn. Còn muốn biết cái người nữ á, chung thủy hay không á, cứ đưa vàng, đưa đô la, đưa kim cương ra là biết liền. Còn đàn ông á, thì cứ cho mấy cô đẹp đẹp thử là biết là có chung tình hay không. Người ta còn nói người nam á, yêu bằng bằng gì? Sao giỏi thế ta? Người nữ yêu bằng gì? Bằng tay. Người nam thì thấy nữ đẹp là mê rồi, còn người nữ nghe mấy anh mà rù rỉ rồi một hơi thì cũng siêu lòng, cái gì cũng cho hết. Khi yêu rồi đó, lúc đó nhớ ai ra ngảnh vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai. Một ngày á mà mình không thấy người thương á cũng giống như là mấy năm, 3 năm. Một ngày mà không thấy người thương là tưởng tượng như là 3 năm không thấy nhau vậy đó. Nhớ em không chỉ ban ngày, nhớ em nhớ cả lúc say giấc nồng, nhớ vậy đó. Ban ngày đã nhớ rồi mà đêm cũng còn nhớ nữa. 5 giờ điện, anh chàng còn đang buồn ngủ, thế nhưng mà vừa mở máy ra thấy số điện thoại của người yêu là tỉnh liền. Alo bên kia, anh dậy chưa? Nói anh dậy rồi. Em đã dậy chưa? Em dậy rồi thì mới kêu anh chứ chưa dậy sao kêu. Anh nói tối nay em ngủ có ngon không? Nói tối nay sao em ngủ không được? Hỏi sao ngủ không được? Nhớ anh quá ngủ không được. Rồi nàng hỏi anh tối có ngủ được không? Ngủ được, anh ngủ thẳng cẳng một giấc tới giờ này. Nàng hỏi tiếp đi, anh ngủ anh có mơ gì không vậy? Có, tối anh mơ anh làm thủ tướng. Em là phu nhân của thủ tướng. Trời ơi, sung sướng quá. 7 giờ lại điện tiếp. Alo, anh ăn sáng chưa? Nói anh ăn rồi. Em ăn chưa? Em cũng ăn rồi. Sáng nay anh ăn cái gì? Anh ăn hủ tiếu. Nói em ăn gì? Em ăn mì gói. Ồ, tội quá vậy hả? Thôi vậy ngày mai anh mua hủ tiếu qua cho em ăn nha. Rồi
Nàng hỏi tiếp, sau khi ăn xong rồi anh uống cái gì? Anh uống cà phê sữa đá, còn em uống cái gì? Em uống nước lọc. Ồ tội quá ha, thôi để mai anh mua bò cùng cho em uống nghe. Đấy, 12 giờ trưa lại điện. Nó lúc mới yêu nó như vậy đó, điện liên tục. 12 giờ trưa, alo anh ăn cơm chưa? Bữa anh ăn rồi, em ăn chưa? Em cũng mới ăn xong. Trưa nay anh ăn cơm ngon không? Ngon lắm. Với anh ăn với cái gì vậy? Ăn thịt heo quay. Còn em ăn cái gì? Em ăn mắm kho quẹt. Ồ, vậy hả? Ăn như vậy rồi mai mốt coi chừng cũng thành mắm kho quẹt luôn á. Thôi để chiều nay anh mua con gà quay về cho em ăn ha. Sau khi ăn cơm xong á thì anh ăn món gì để tráng miệng? Thì anh ăn táo, ăn nho. Còn em ăn gì? Em ăn trứng cá. Anh này mới thắc mắc, ủa sao lại ăn trứng cá? Trước nhà em có cây trứng cá, cho nên ra hái ăn. Cái anh nói, thôi vậy cho đỡ tốn tiền. Cái buổi chiều đang làm việc, alo, anh đang làm gì đó? Anh đang làm việc. Giờ bữa nay xong trong người em khó chịu quá, anh về chở em đi khám bệnh. Vậy hả? Chờ nghe, chờ để lát nữa anh về anh chở đi khám bệnh. Đi gặp giám đốc. Thưa giám đốc, chiều nay cho em được nghỉ một buổi. Giám đốc hỏi nghỉ làm chi? Dạ, bà cố nội em bệnh. Bà cố nội thì có con, có cháu, mình là chắc làm gì phải lo dữ vậy? Dạ không, nhưng mà bà cố nội em thương em lắm. Em cũng thương bà cố nội nữa. Cho nên mỗi lần có việc gì đây đâu á thì phải em chở thì bà cố nội mới chịu. Ồ vậy hả? Vậy mà chắc chết gì mà có hiếu quá ha. Thế là về chở nàng đi khám bệnh. Một hôm vào cái ngày Chủ nhật, buổi sáng điện, chiều nay anh đến chở em đi chơi nha. Thì lúc mới yêu nghe nói là chở đi chơi thì thôi mừng lắm. Thế là chiều lấy xe đến chở đi ra công viên, hai người nắm tay nhau đi. Có những chiều thu ngập lá vàng, chàng em rảo bước dưới trời quang. Nhìn nhau im lặng cười không nói, tà áo hường bay quấn bước chàng. Phải nói rằng hết sức là đẹp, hết sức là lãng mạn. Hai người dắt tay nhau đi trên cái đống lá khô xào xạc trong mùa thu. Rồi đến một cái ghế đá để ngồi tâm sự. Lúc đó mỗi người mua một quả dừa để uống. Vừa ngồi tâm sự vừa uống hết quả dừa, ngồi một tiếng đồng hồ cũng vẫn còn chuyện nói, không biết chuyện đâu nhiều thế. Rồi hai tiếng cũng chưa xong nữa, nhưng mà tới tiếng thứ ba rồi thì cái này bắt buộc là phải về thôi. Bởi vì lúc này á là nước dừa nó đòi ra. Vừa nãy uống vô rồi bây giờ nó đòi ra. Mà đòi ra thì nhìn có tới ngó lui không biết cái chỗ nào để cho nó ra đây. Thôi thì phải kết thúc buổi nói chuyện để đi về. Chứ mà nếu không có nước của quả dừa chắc ngồi cho tới
viết mấy tiếng nữa cũng chưa kết thúc. Thì rõ ràng rằng lúc mới yêu nó lãng mạn mà nó đẹp như vậy đó. Một hôm đang nói chuyện với nhau đó, nghe tiếng bên này ho. Nó em ho hả? Trời ơi, sao em ho, anh lo quá. Em ho mà giống như cái phổi của anh nó bị bể vậy đó. Sức khỏe của em là sức khỏe của anh. Em bệnh là chắc anh cũng bệnh luôn. Một hôm thì nghe điện thoại bên này anh hịt mũi một cái. Ô, anh bị sổ mũi hả? Ôi, anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe. Anh mà có bề gì là em không sống nổi. Để mai em qua nấu nước cho anh xong nha. Ai cũng vậy thôi, cũng có những cái giai đoạn nó đẹp, nó thơ mộng mà nó lãng mạn như vậy. Nhưng mà rồi nó cũng phải kết thúc. Và lúc đó thì mình bắt đầu cứ tới. Đang mơ cái gì? Mơ được lấy nhau, đúng không? Rồi mơ gì nữa? Mơ có một căn nhà. Rồi mơ có những đứa con xinh đẹp, ngoan hiền, hiếu thảo, vân vân. Thầy thấy có một cái bài hát rất là hay. Có thể diễn tả được cái tâm trạng của người nam, người nữ khi bắt đầu yêu nhau và có những ước mơ thật đẹp. Đó là bài gì? Túp lều lý tưởng. Đây thầy đọc cho các con nghe nha. Đọc thôi chứ không có hát đâu. Bài này thầy nghĩ rằng là hình như nó mang đúng cái tâm trạng của những bạn trẻ đang có những cái ước mơ về tình yêu, ước mơ về một cái mái nhà, rồi ước mơ về có những đứa con. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh về kết làm anh. Rồi mình xin khóm trúc xin trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu đâu nào em ơi. Túp lều lý tưởng. Đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình. Khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Thật ra bây giờ đó, chỉ có những người ở Somali đó, châu Phi đó, thì có thể là họ mơ một mái nhà tranh với hai quả tim vàng. Chứ còn bây giờ người Việt Nam mình chắc không ai mơ vậy đâu, đúng không? Mơ gì?
nhà lầu xe hơi. Còn nếu mà sân vườn đó thì phải là biệt thự sân vườn, chứ không có thể nào mà một túp lều tranh, hai quả tim vàng, nó chỉ là lý tưởng thôi. Như vậy thì khi yêu, chúng ta sẽ kết thúc bằng lúc bước lên xe hoa, đúng không? Lúc đó nó là hai người bắt đầu ký vào một cái bản án tù chung thân. Và người nam á mang gông cho người nữ, người nữ thì còng chân người nam. Ông bà ta có câu là gì? Gái có chồng như gông đeo cổ, trai có vợ như rợ buộc chân. Bây giờ thì khi đã ký cái bản án tù chung thân rồi đó thì hết tự do rồi, giống như cá chậu chim, chim lồng. Con cá nó bơi lòng vòng, nó cứ đụng bốn cái thành của cái chậu rồi. Còn con chim thì nó cứ lòng vòng ở trong cái lồng, không bay được nữa. Bởi vì lúc này khi mà đã là của nhau rồi á, thì đâu dễ gì mà tự do được nữa. Cái gì lúc đang tranh tối tranh sáng á, úp úp mở mở thì nó còn hấp dẫn lắm. Bây giờ thì nó rõ rồi, trắng đen hết rồi, biết hết rồi. Từ thể xác đến tinh thần lúc này là rõ hết rồi, cho nên bắt đầu chán. Và lúc đó đó, những cái thói hư tật xấu của mình nó biết hết rồi. Chúng ta cứ thử tưởng tượng một cái món gì đó mà nó ngon, thật là ngon, nhưng mà mình ăn riết rồi thì sao? Cũng ngán à. Bây giờ lấy nhau rồi 6 giờ kêu dậy để đi làm, giờ này mà kêu tao dậy hả? Đồ con quỷ, không để cho tao ngủ. Rồi một hôm á, hôm nay em trong người khó chịu quá, đi muốn đi khám bệnh, anh chở em đi một chút. Và bà gãy chân nữa sao? Có chân thì đi chứ, tôi có phải là đầy tớ của bà đâu, tôi có phải nô lệ của bà đâu mà bà kêu tôi chở bà đi. Sao hồi trước nghe nó ngọt ngào quá, bây giờ nghe nói cái bộ khó nghe quá. Mà trước đây á, khi thấy người yêu đang làm ở dưới bếp ấy, sắn tay rồi vào ngồi rồi đứng rồi làm với nàng cho vui, nói chuyện tâm sự. Thì bây giờ thì anh ơi nhờ anh cái này chút thôi, bà cứ làm đi để cho tôi nghỉ. Việc đó việc của bà chứ không phải việc của tôi. Cứ ngồi chơi vậy đó, ngồi coi Facebook rồi ngồi coi Internet. Mới yêu nghe tiếng chim ca, bây giờ nghe tiếng chửi la tối ngày. Lúc mới yêu thì nghe nó giống như cái tiếng chim hót vậy đó, êm ái ngọt ngào nhẹ nhàng. Bây giờ thì là toàn là nghe chửi với nghe la không. Còn thương thì nhũng nhẽo dễ thương, hết thương nhũng nhẽo tai ương thân mình. Đúng như vậy, lúc còn thương thì nhũng nhẽo chừng nào thì thương chừng đó, nhưng mà bây giờ hết thương là nhũng nhẽo là coi chừng coi chừng ăn đòn. Cho nên vợ chồng cũng giống như là cái món đồ chơi gì đó, mà đứa con nít khi mà nó mê cái món đồ chơi đó rồi thì nó đòi cho bằng được. Nhưng mà khi nó chơi một lúc rồi thì sao? Chán là nó vất bỏ. Thầy nghĩ tình yêu nó cũng như vậy đó. Bây giờ người ta mới biết rõ về nhau. Người xưa có câu nói cũng rất là hay: trường đồ tri mã lực, cửu sử thức hiền nhân. Ai biết đó là câu gì? Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người ra sao.
Bây giờ mình mới thấy rõ mặt thật của nhau hết rồi. Chứ lúc mới yêu thì không ai hiểu được nhau đâu. Cái bề ngoài không à, nói thì ngọt ngào lắm. Thì bây giờ mới biết. Cho nên á, trong kinh Tiểu Bộ Đức Phật có một thí dụ rất là hay. Giống như cái trái cây đó, bên ngoài rất là đẹp, rất thơm, rất ngon, nhưng mà nó lại là cái trái độc, ăn vô là chết. Mình cũng vậy, đôi khi nhìn bề ngoài có bộ hấp dẫn lắm, nhưng mà không ngờ khi lấy về rồi nhầm cái thằng Sở Khanh, nhầm cái bà La Sát. Lúc trước đâu biết bà La Sát đâu, nếu biết bà La Sát thì đâu có lấy. Còn lúc trước thì đâu biết anh chàng này là Sở Khanh đâu, nếu mà biết thì cũng đâu có ai mà dạy gì rước về làm gì. Bây giờ mới lộ rõ ra nguyên hình. Đối với người nữ thì chúng ta thấy là khi lập gia đình thì đa phần là chịu thiệt thòi rất là nhiều. Thứ nhất, mình là nô lệ tình dục cho người nam. Thứ hai đó là phải mang nặng đẻ đau. Thứ ba đó là phải hầu hạ chồng con. Thứ tư nữa là đôi khi phải hầu hạ cả gia đình của chồng nữa. Rồi chưa hết, nhiều khi á, mình đã còn bị bắt nạt, bị đánh đập. Ở ngoài Bắc đó, người nữ á, hình như bị ảnh hưởng cái thời phong kiến ngày xưa. Cho nên những người nữ ở ngoài Bắc bây giờ còn một số họ cũng rất là vất vả khi đi làm dâu. Ở bên Nho giáo đó thì có quan niệm như thế này. Người nữ đó thì phải tam tòng. Là gì? Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nghĩa là khi mình ở gia đình đó thì phải theo cha, nghe lời cha. Khi lấy chồng đó thì phải nghe lời chồng, theo chồng. Khi chồng chết đó thì phải nghe lời con trai, theo con trai. Thỉnh thoảng thầy có đi Phật sự ở ngoài miền Bắc, đi ngang những cánh đồng, thầy rất ngạc nhiên là ở ngoài đồng đa phần người nữ. Không hiểu sao ở trong miền Nam mình thì ngoài đồng đa phần là người nam, nhưng mà ngoài Bắc thì lại đa phần là người nữ. Thậm chí có những người nữ họ tự cầm cái cày con trâu kéo ở đằng trước. Rồi có người bừa cũng là nữ nữa. Như vậy cấy cày cũng là người nữ, chăm sóc đi xịt thuốc sâu cũng người nữ. Phải nói rằng những người nữ ở miền Bắc họ rất là cực khổ vất vả. Lo chồng, lo cho gia đình chồng, rồi còn phải lo chuyện ngoài ruộng nữa. Cho nên Tú Xương có một bài thơ thương vợ. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo bọt nước buổi đò đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng bằng không. Ông Tú Xương này á, có một bà vợ. Bà vợ lại phải gánh hết cái công việc vừa buôn bán vừa lo cho chồng cho con. Có những người khi chưa lấy chồng thì họ cũng mong muốn lắm, mong muốn một ngày nào đó mình được mang gông. Mà khi mang gông rồi lúc đó mới bắt đầu than thở. Đây là một cái bài của tác giả mà không biết tên. Hồi xưa tung tẩy ngoài lòng, âm thầm nghĩ lúc có gông đeo vào, cho thôi kiếp nhớ lao đao, rủ rà rủ rỉ chả bao giờ buồn. Bây giờ vào nếp vào khuôn,
Thoảng mơ gió cuốn cánh chuồn bay cao, ngó trời mây biết lao sao, rồi ung dung hạ cánh vào lòng thôi. Nghĩa là bây giờ mình có mơ tưởng cái gì rồi thôi cũng vào lòng, vào khuôn, không còn tự do nữa. Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, đa phần người nữ bị thiệt thòi. Tuy nhiên thì cũng có một số người nam bị vợ phản bội ngoại tình. Con người của chúng ta đó, không ai giống ai. 9 người tới 10, 10 ý. Nếu chúng ta biết lắng nghe, thông cảm, thương yêu, hiểu biết, tha thứ, thì gia đình mình sẽ có hạnh phúc. Ngược lại mà vợ nói một, chồng nói hai, hoặc là chồng nói một, vợ nói hai, thì chắc chắn là sẽ xung đột. Cái tâm tính của con người thay đổi liên tục, mừng, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn. Mình chưa biết được mình thì mình không thể biết được người khác, thậm chí đó là chồng, là vợ của mình. Mình còn chưa hiểu được mình, làm sao hiểu được người mình thương yêu. Chính mình đôi khi mình không hiểu được mình. Mới hôm qua mình yêu đây, bữa nay đó là mình không muốn rồi. Mới cười đó giờ đã khóc rồi. Mới vui đó thì đã buồn rồi. Cho nên á, những lời thề non hẹn biển á, cái đó nó chỉ là nhất thời thôi. Nói anh thương em suốt đời. Đúng là thương lúc đó suốt đời đó, nhưng mà ngày mai không phải vậy đâu. Đừng có lầm. Không có anh là em không có sống nổi. Nhưng mà mai mốt rồi đôi khi có anh là em không sống nổi nữa. Từ chỗ cá tính khác biệt, không hiểu nhau cho nên mới xảy ra những cái mâu thuẫn, rồi cự cãi nhau, rồi không ai chịu ai. Lúc đầu thì mình đấu võ gì? Võ mồm, võ miệng đó. Rồi dần dần đó rồi tới võ gì? Võ tay, võ chân. Rồi lúc đó là dĩa bay, chén bay rồi đó. Rồi nặng hơn nữa là coi chừng chém nhau, giết nhau. Lúc đó thì người ở tù, người chết, và người yêu bây giờ biến thành người thù. Có khi nào mà chúng ta thương nhau mà nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ là kẻ thù của nhau không? Có ai nghĩ như vậy không? Không ai nghĩ như vậy hết. Nếu mà nghĩ không ai mà lấy nhau. Nhưng mà lúc lấy nhau thì rõ ràng rằng người ta nghĩ đẹp lắm. Và không bao giờ nghĩ đến những cái viễn cảnh, những cái đau thương như vậy. Nhưng trên thực tế thì các con thấy như thế nào? Có không? Quá nhiều phải không? Mới lấy nhau, nghĩa là tưởng chừng như là hai người không lấy nhau được sẽ chết, nhưng mà được có vài năm cái đòi ly dị rồi. Thậm chí đánh nhau, giết nhau nữa. Ngày xưa không được lấy nhau, mất ăn, mất ngủ. Bây giờ lấy nhau rồi muốn bỏ nhau cũng mất ăn, mất ngủ, không bỏ được. Giờ đâu phải bỏ dễ. Giờ mình đã ký cái bản án chung thân rồi, dễ gì mà bỏ được nữa. Bây giờ muốn bỏ là không bỏ được. Hồi xưa là mất ăn mất ngủ gì không lấy được nhau. Bây giờ lại mất ăn mất ngủ vì không bỏ được nhau, khổ vậy đó. Rồi thì có nhiều người sao? Liều bỏ luôn. Và đôi lúc đó, dẫn đến một cái bi kịch. Chắc có lẽ ở đây các con cũng đã nghe câu chuyện mà của anh chàng mà giết nguyên một gia đình ở Bình Phước. Phải không ạ? Đó, cũng vì gì? Vì tình đó. Vì phản bội cho nên quá uất ức. Cuối cùng mà giết cả người yêu của mình, giết cả bố mẹ, người thân của người yêu mình. Con người ta như vậy đó, khi yêu thì
cái gì cũng được hết. Nhưng mà khi đã trở thành thù oán rồi, họ sẽ làm bất cứ cái gì, thậm chí giết người. Ghê như vậy đó. Thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Bây giờ sao? Mình lỡ yêu rồi, bỏ cũng không được. Tôi biết yêu anh, tình tôi lỡ làng. Tôi biết yêu em, tình tôi dở dang. Bây giờ thì cá mắc câu, biết đâu mà gỡ chim trong lòng, biết thở nào ra, khó ra lắm. Tình yêu như hạt sương mốc trước ánh bình minh, xa xem nó lấp lánh như những hạt kim cương, nhưng đến gần nó chỉ là một giọt lệ đau, đau thương. Chúng ta nhìn cái hạt sương nó long lanh ở trên ngọn cỏ lúc mà mặt trời vừa lên đẹp lắm. Nhưng mà khi mình đến đụng thì nó tan rồi thành nước. Tình yêu đẹp lắm, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là cái giọt lệ đau thương thôi. Có một chàng bị người yêu phụ tình nên làm bài thơ than thở. Hoa thơm, hoa đẹp, hoa vẫn tàn. Tình sâu, tình nặng, tình vẫn tan. Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn hết. Người hứa, người thề, người vẫn quên. Nếu một mai em bỏ theo thằng khác, anh cũng buồn nhưng không khóc đâu em. Lòng ngậm ngùi, tay cầm chai axit, môi mỉm cười, 2 lít đủ không em? Thầy nghĩ lúc này là hai người đã đến một cái độ mà phải nói rằng căng thẳng rồi. Lúc này cô nàng trả lời: anh ơi, thêm 1 lít nữa đi cho mau chết. Anh chết nhanh á thì mồ nó mau xanh cỏ, em cũng nhanh đi lấy chồng tí. Đúng không? Lúc này đâu cần nữa đâu. Uống 2 lít rồi, cô nàng còn khuyên nó thêm lít nữa đi cho nó nhanh nhanh chút. Tóm lại ở đây ai cũng đang hy vọng. Người nữ thì hy vọng được. Được gì? Được mang gông. Rồi người nam mà đang hy vọng được gì? Được còng chân. Cuộc đời tương lai của các con như thế nào? Các con nên suy nghĩ. Bởi vì chúng ta còn một quãng đời rất là dài và rất là nhiều sóng gió. Mỗi người là một chiếc thuyền đi ra biển đời, thế nào cũng phải gặp phong ba bão táp. Nếu vẫn tay chèo thì chúng ta đến bờ bến an vui, còn không thì sóng to gió lớn sẽ nhận chìm thuyền của chúng ta dưới lòng đại dương. Có những người khi bước vào hôn nhân gia đình là chôn vùi cả cuộc đời của mình. Và có những người cũng vì hôn nhân gia đình mà họ phải mang bệnh suốt đời. Có người phải tàn phế suốt đời, có người phải thần kinh suốt đời, và có những người cũng chết vì tình yêu. Người hạnh phúc thì ít lắm, nhưng đau khổ thì rất là nhiều. Khi chúng ta thương một người nào đó, lấy họ là chúng ta gánh thêm một cái gánh nặng. Có chồng thì thêm khổ vì chồng, có vợ thì khổ vì vợ, có con thì khổ vì
thì con, có của thì khổ vì của, có nhà thì khổ vì nhà, có xe thì khổ vì xe. Chúng ta có thêm cái gì là thêm gánh nặng, thêm khổ cái đó. Cái tình yêu nó có cái vị ngọt và vị đắng, chứ không phải là tình yêu là vị đắng không. Tất nhiên nó có vị ngọt của nó và có vị đắng. Ví như một cái lưỡi dao và có một ít mật ở trên cái lưỡi dao. Mình vì thèm miếng mật, lấy lưỡi liếm một cái thì sao? Vừa ngọt mà vừa đắng. Bởi vì liếm một cái đứt lưỡi rồi. Tình yêu là như vậy, có vị ngọt của nó nhưng đồng thời cũng có vị đắng. Chúng ta phải chấp nhận. Có câu chuyện một người đàn bà đến thăm người bạn của mình. Khi tìm được nhà thì bà thấy có một người đàn ông đang chăm sóc cây kiểng. Bà hỏi: "Chào bác làm ở đây lâu chưa?" Ông này trả lời: "Chào bà, tôi làm ở đây đã hơn 20 năm rồi." Bà này ngạc nhiên: "Ô, làm lâu thế? Vậy bà chủ nhà này chắc trả lương cho bác hậu hỷ lắm phải không?" "Có lương lậu gì đâu. Mỗi ngày được 3 bữa cơm với bộ quần áo thôi." Bà này ngạc nhiên: "Ô, vậy thôi bây giờ bác qua nhà làm cho tôi đi, ngoài cơm ăn áo mặc tôi trả lương cho bác." "Cảm ơn bà, tôi đã lỡ ký hợp đồng với bà chủ làm cho đến khi qua thế giới bên kia." Bà này thắc mắc: "Nó ủa tại sao thế? Sao bác lại dại dột đi làm đầy tớ cho người ta suốt đời như vậy?" Nghe ông này mới nói: "Đâu có làm đầy tớ gì đâu. Vậy chứ bác làm gì?" "Tôi đã lỡ ký hợp đồng giá thú với bà chủ nhà này rồi." Câu chuyện tới đó là hết. Ký hợp đồng giá thú với bà chủ nhà, coi như là chôn vùi cuộc đời của mình ở đó rồi. Những lời thầy trình bày hôm nay về vấn đề tình yêu hôn nhân gia đình thì các con cứ nghe, và sau này chính cuộc đời của các con sẽ chiêm nghiệm được những gì thầy nói. Bây giờ thì chắc chắn đôi khi các con không tin những lời thầy nói. Tình yêu đẹp quá. Bởi vì lúc này mình đang yêu, thấy cái gì nó cũng đẹp hết á, chứ mình không thấy được cái mặt trái của nó. Trước đây ở trong chùa đó, có một cái anh đó, anh ở trong chùa từ lúc nhỏ, khoảng 13, 14 tuổi cho đến khi anh 18, 20 tuổi. Anh cứ mong đi ra ngoài lấy vợ. Lúc đó thầy khuyên nó: "Thôi tu đi, tu là cội phúc, tình là dây oan. Đừng có ham mà cột nó vô rồi khổ lắm." Nhưng mà lúc đó dễ gì mà họ nghe, dễ gì mà tin. Thế là đi ra lấy vợ. Lấy vợ chừng vài ba năm sau thì anh ta trở về chùa, nói: "Hồi đó phải con biết nghe lời thầy đỡ quá, bây giờ khổ quá, vợ đau con ốm rồi tiền làm không ra, lo đủ thứ hết, bây giờ con muốn đi tu cũng hết được rồi, vì cột chân rồi đi sao được nữa, bây giờ có vợ có con rồi chẳng lẽ bỏ đi tu, cho nên các con phải sáng suốt ở lúc bây giờ nè." Chứ đừng có để ký cái bản gọi là cam kết tù chung thân rồi lúc đó muốn ra là cũng khó lắm rồi đó. Khó lắm á. Vậy thì á, thầy khuyên các con nên nhớ câu này nè. Câu này không biết có ai nhớ là của
của nhà thơ nào không? Tu là cội phúc, tịnh là dây oan. Câu này là ở trong bài thơ gì của ai? Trong Kiều của Nguyễn Du. Bây giờ các con sẽ lặp lại câu này nghe. Tu là cội phúc, tu là cội phúc, tình là dây oan, tình là dây oan. Không biết có muốn cội phúc hay là muốn dây oan đây. Chắc là thích dây oan hơn là cội phúc rồi đó. Đa phần là thích dây oan chứ không có thích cội phúc đâu. Nhưng mà một ngày nào đó rồi, có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, các con sẽ nhớ cái câu này. Sẽ nhớ cái câu này và thấm thía nó, thấm thía lắm. Bởi vì cuộc đời sẽ cho các con những cái bài học đau thương. Và lúc đó mình mới ngồi nghĩ hồi cách nay 10 năm, 20 năm mình dự khóa tu mùa hè, thầy Chân Tín có nói là tu là cội phúc, tình là dây oan, mà sao mình lúc đó không chịu giác ngộ ha. Phải hồi đó mình đi tu giờ mình sướng quá rồi, ai biểu lấy chồng lấy vợ chi cho bây giờ phải khổ quá, đủ thứ khổ hết. Bây giờ các con đang là những con người rất là hạnh phúc, rất là tự do, đúng chưa? Sang năm ở đây có ai đi lấy vợ lấy chồng rồi coi như là xong đó. Hết có cơ hội đến đây rồi. Hết được tự do rồi. Hết được muốn làm gì thì làm. Cho nên ngày hôm nay khi được về dự khóa tu này, mình còn đang được hạnh phúc, đang được tự do, thì các con nên trân trọng. Và mình sống hết mình, sống như thế nào cho nó thoải mái đi. Để mai mốt đây đó, rồi và cá chậu chim lồng rồi, lúc đó mình có muốn được như bây giờ thì cũng không có được đâu. Chúc cho các con sẽ có 7 ngày tu tập thanh tịnh an lạc và tràn đầy hạnh phúc. A Di Đà Phật.